Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tình tiết mới vụ Hồ Duy Hải lại thêm 3 vật chứng biến mất. Vụ Hồ Duy Hải lại xuất hiện thêm những tình tiết mới khiến cho sự suy đoán về vụ án ngày càng rối ren. Những sơ suất kỳ lạ đối với vật chứng quan trọng như con dao, cái thớt, chiếc ghế, nay lại thêm một tờ báo cũng biến mất và đặc biệt là một chiếc xe Novo có mặt tại hiện trường nhưng hồ sơ vụ án không đưa ra nhận định. Tất cả những vật chứng cực kỳ quan trọng này biến mất cùng lúc, trong khi đó 10 dấu vân tay của Hồ Duy Hải lại không hề xuất hiện trong hiện trường. Đây là hình ảnh hiện trường vụ án tại bưu điện Cổ Voi với ảnh chụp từ Flycam. Phía trước bưu điện có một chốt dân phòng và khoảng cách đến nơi bán trái cây không xa. Lỗi xô đẳng đến mức ngớ ngẩn của cơ quan điều tra đang dẫn dắt chúng ta đến suy đoán rằng đây không phải là hành động sơ ý do yếu kém nghiệp vụ, mà ngược lại, các chứng cứ này đã bị ai đó cố ý tiêu hủy và đây là một âm mưu xóa dấu vết tội phạm để đem Hồ Duy Hải vào đánh cháo cho một nhân vật khác. Điều kỳ lạ hơn là từ tư duy của 17 vị thẩm phán tối cao cũng ở mức độ ngây ngô cùng đẳng cấp với nhóm điều tra viên, và khi các vị bị kiểm sát viên thẩm phán của hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm, các bí ẩn của vụ án hầu như đã hé mở đến 95% khi còn một chiếc xe Novo xuất hiện mà không thấy hồ sơ đưa ra kết luận. Cùng với những hình ảnh chụp trên hiện trường của vụ án, thông tin được nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa ra tối ngày 19 tháng 5 trên Facebook cá nhân với tựa đề "Chấn động, chiếc ghế đầy máu ở bưu điện Cổ Voi biến mất". Trong vụ án bưu điện Cổ Voi, con dao và cái thớt đã bị đốt mất. Ngoài ra, phải ra chợ mua về mô phỏng. Và có một vật chứng cực kỳ quan trọng là cái ghế dính đầy máu ở chân ghế đã bị tráo đổi và tang vật cũng biến mất. Cái ghế bị đánh cháo suốt 6 năm không ai hay biết. Mãi đến ngày 19 tháng 12 năm 2014, bà Lê Thị Nga là phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội kiểm tra và mới phát hiện có vi phạm nghiêm trọng quy định về thu thập, đánh giá chứng cứ. Đây là hình ảnh bản báo cáo về những vi phạm nghiêm trọng về chứng cứ vụ án đề cập đến chiếc ghế sai mã số, sai kích thước. Hơn nữa, chiếc ghế được ảnh chụp tại hiện trường ghi nhận có vết máu rất rõ ràng, nhưng ghế làm vật chứng hiện nay không còn vết máu. Theo báo cáo của bà Nga, ghế trong biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 14 tháng 1 năm 2008, mã số HPN2447052, tem rách góc nhỏ bên phải phía dưới, còn ghế trong biên bản tạm giữ đồ vật ngày 25 tháng 3 năm 2008 có tem HPM244705, kích thước khác nhau. Như vậy, mã số chỉ khác chữ N và M và ghế tạm giữ thiếu số 2. Nếu không tinh ý thì sẽ không phát hiện nổi trong cả ngàn bút lục. Vậy mà bà Nga lại phát hiện ra, và thật là kỳ lạ. Bản ảnh chiếc ghế hôm nay đã xuất hiện, một chân ghế dính đầy máu. Như vậy, cái ghế bị mất và cái ghế xuất hiện trong bản ảnh đã cho thấy bản án sai. Bởi nếu dùng mặt ghế để tấn công nạn nhân thì các hạt cơm phải rơi ra khỏi mặt ghế. Và nếu có dính máu thì máu phải dính mặt ghế. Trong khi đó, chân ghế và thanh ngang lại dính máu. Như vậy, Hồ Duy Hải đã tưởng tượng ra lời khai và khai sai với hiện thực khách quan. Điều này cũng vô lý như lời khai dắt dao trước bụng và giật đuổi tấn công nạn nhân. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã nắm rất nhiều thông tin quan trọng và ông nói vui. Vụ án này với các tình tiết mới không chỉ đủ tái thẩm mà còn đủ ninh như thẩm xử lý các sai phạm. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa thêm ra thông tin rằng với cái chân ghế đầy máu và với tấm thớt đầy máu cùng lời khai có một chiếc xe Novo đậu tại bưu điện, tôi nghĩ hung thủ đã được xác định rồi. Đây là hình ảnh Hồ Duy Hải lúc thực nghiệm điều tra với chiếc ghế đã bị đổi và một con dao dắt trong bụng. Hình bên phải là chiếc ghế thật và phía dưới có một tờ báo. Điều chắc chắn là tờ báo ấy có dấu vân tay của hung thủ hoặc người liên quan. Nhưng hồ sơ vụ án không xác định những dấu vết này. Chiếc Novo ở thời điểm năm 2008 ở thôn quê, nếu bạn muốn biết của ai thì dễ lắm. Bây giờ có lẽ hung thủ nên tự thú thì hơn. Ghi chú là các bạn hãy xem tấm ảnh của báo công lý Hồ Duy Hải cầm chân ghế để thực nghiệm, trong khi hiện trường thật thì chân ghế đầy máu, ông Danh nói. Facebook Thắng Lê lại đưa ra bài bình luận có gợi mở như sau. Cái chân ghế đầy máu, mặt và tựa sạch bóng, hạt cơm còn dính trên đó,
nhưng thực nghiệm hiện trường thì cho thấy Hải đã làm ngược lại. Ấy là chưa bàn đến việc con dao dắt như kia lùa nhau đánh vật thì là thánh chứ không phải là người. Thớt, dao, ghế và nay là cả tờ báo đều bị hủy. Theo một lời khai, hiện trường còn có một chiếc xe Novo. Nó có hay không và là của ai? Và vì sao hiện trường nội dung bản án lại phải rối ren như vậy? Nhà báo Trần Đình Thu thì nói thẳng ra luôn rằng tấm thớt đẫm máu, chiếc ghế đẫm máu kế bên nạn nhân, có thêm tờ báo đang lăn lóc nữa mà nói không tìm ra dấu vân tay hung thủ là nói láo. Không ai tin là điều tra viên không nghĩ đến việc phải lấy dấu vân tay hung thủ ở tấm thớt, chiếc ghế đẫm máu hay là tờ báo nằm lăn lóc bên xác nạn nhân. Mọi sinh viên năm thứ nhất ở trường công an đều biết phải lấy dấu vân tay hung thủ ở chỗ mấy chỗ đó mà bảo là các điều tra viên của Long An không biết thì để trẻ con nào tin được. Và một điều có thể khẳng định rằng dấu vân tay đã được lấy nhưng nó đã bị hủy đi, các vật chứng thì bị ngang nhiên cho đi đốt. Và dấu vân tay đó không phải là của Hồ Duy Hải, vì nếu của Hải thì nay mồ Hải đã xanh cỏ từ lâu rồi. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã gửi báo cáo đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội về vụ việc Hồ Duy Hải. Đây là thông tin được đưa ra được mới nhất. Đây là hình ảnh tại hiện trường với cái thớt đẫm máu bên cạnh thi thể nạn nhân, vật chứng quan trọng như thế mà công an lại để mất, rồi đi thay bằng cái thớt mua ở chợ vào. Có thể thấy rằng tư duy của điều tra viên có vấn đề nghiêm trọng, hoặc có thể suy đoán là họ đã cố tình tiêu hủy nhiều chứng cứ vì một mục đích và một lý do nào đó. Các nội dung chính của bản báo cáo này được tóm tắt như sau. Báo cáo nhận định, đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo bị áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình, nhưng chứng cứ buộc tội chủ yếu là lời khai của bị cáo và không có chứng cứ vật chất trực tiếp. Trong khi lời khai của bị cáo không nhất quán và mâu thuẫn với nhau, lúc thì nhận tội, lúc thì kêu oan, và mâu thuẫn với các tài liệu chứng cứ khác, nhiều tình tiết chưa được làm rõ và nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình điều tra. Báo cáo cũng nêu những vấn đề chưa được làm rõ như việc mâu thuẫn về việc sử dụng thời gian của Hồ Duy Hải thể hiện Hải không thể có mặt ở bưu điện trước thời điểm nhân chứng thường đến gọi điện thoại. Nội dung này rất quan trọng nên phải hủy án để thực nghiệm điều tra lại. Tiếp theo là chưa làm rõ thời điểm chết của hai nạn nhân để xác định Hồ Duy Hải có phải là hung thủ hay không, nên cần phải hủy án để trưng cầu giám định thời điểm chết thông qua tài liệu khám nghiệm, tức là thức ăn trong dạ dày và dấu vết hoen tử thi. Thứ ba là chưa làm rõ cơ chế gây ra vết thương trên cơ thể nạn nhân, về con dao mà bị cáo mô tả có khả năng gây ra vết thương đó hay không. Tiếp theo, thứ tư, chưa làm rõ được động cơ gây án của đối tượng, vì bản án sơ thẩm và phúc thẩm kết luận về động cơ gây án chưa phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Và thứ năm là bỏ ngoài hồ sơ nhiều tài liệu quan trọng như lời khai ban đầu của bị cáo, lời khai nhân chứng, thu giữ dấu vân tay chẳng hạn và nhiều vấn đề khác. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng cần hủy án để bổ sung các tài liệu này vào hồ sơ. Đây là hình ảnh bưu điện Cầu Voi nằm liền kề điểm dân phòng. Nếu lúc 20 giờ 30 phút có kẻ muốn hiếp dâm ngay trước mũi dân phòng thì động cơ này phi thực tế. Trong thực địa, chốt biên phòng gần như án ngữ ngay cổng bưu điện. Và khoảng cách này, dù nam nữ đồng thuận quan hệ, chỉ cần phát ra tiếng kêu hơi bạo liệt một chút là các anh dân phòng cũng nghe thấy. Báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng những vi phạm trên là vi phạm về nội dung do điều tra không đầy đủ và vi phạm về tố tụng. Vì vậy, ảnh hưởng đến giá trị chứng minh của chứng cứ. Cần phải điều tra lại để thu thập thêm chứng cứ và khắc phục những thiếu sót, vi phạm nhằm giải quyết vụ án đúng pháp luật. Đồng thời, báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng nêu thêm, tại phiên tòa giám đốc thẩm, Hội đồng thành phố và Tòa án Nhân dân Tối cao đã kết luận những vi phạm đó chỉ là sai sót về tố tụng và không làm thay đổi bản chất của vụ án, là trái nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự như nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc xác định sự thật trong vụ án và nguyên tắc tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra và nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung. Những vi phạm nêu trên sẽ tạo ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết các vụ án sau này, đó là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nhưng vẫn kết luận có tội với lập luận có vi phạm nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Ngoài việc khẳng định kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao là cần thiết, báo cáo cũng khẳng định kháng nghị này là đúng pháp luật và đúng thẩm quyền. Về quyết định bác đơn ân xá của Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng quyết định ân giảm mang tính chất nhân đạo, bởi đơn xin ân giảm tử hình là quyền của người bị kết án tử hình,
là hình phạt nặng nhất kết thúc cuộc đời họ. Theo viện, quyền này được trao cho tử tù trong thời điểm bản án tử hình đã có hiệu lực pháp luật. Người bị tử hình có thể xin hoặc không xin ân giảm. Việc chủ tịch nước quyết định bác hay chấp thuận đơn ân giảm không tác động đến tính sai đúng của bản án. Khi chủ tịch nước chấp nhận đơn ân giảm không có nghĩa là bản án tử hình sai, mà chỉ là quyết định có tính chất nhân đạo của chủ tịch nước ân giảm hình phạt cho tử tù cơ hội sống và hoàn lương. Không có quy định khi có quyết định bác đơn xin ân xá của tử hình thì chấm dứt các thủ tục tố tụng sau này. Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng khẳng định quy định của pháp luật hiện hành không có bất kỳ một điều khoản nào hạn chế quyền kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào ngày 22 tháng 11 năm 2019 căn cứ vào khoản 2, điều 371, điều 173 của Bộ luật Tố tụng Hình sự về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Theo đó, việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, kể cả khi người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ. Cho nên, kể cả trường hợp bác đơn xin ân xá, giảm án tử hình của Chủ tịch nước đối với Hồ Duy Hải đang có hiệu lực, kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao theo hướng có lợi cho Hồ Duy Hải có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Và thông tin cho biết sẽ kiến nghị xem xét lại thủ tục đặc biệt. Đây là hình ảnh ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, người đã ký kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Về việc hội đồng thẩm phán cho rằng sau khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá rồi có công văn yêu cầu hoãn thi hành án tử hình của Hồ Duy Hải, thì công văn này là công văn hành chính. Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nêu rõ, trước khi kháng nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có báo cáo xin ý kiến Chủ tịch nước, đề nghị Chủ tịch nước tiếp tục tạm dừng thi hành án tử hình Hồ Duy Hải để xem xét kháng nghị. Viện cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch nước giải quyết quyết định bác đơn ân giảm của Hồ Duy Hải để đảm bảo hiệu lực pháp luật khi Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành kháng nghị giám đốc thẩm. Sau đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch nước nêu như sau. Đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xem xét quyết định theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật đối với vụ án Hồ Duy Hải. Do đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm trong trường hợp này là đúng thẩm quyền theo luật định, thể hiện trách nhiệm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao theo chỉ đạo của Chủ tịch nước là xem xét làm rõ trường hợp của Hồ Duy Hải có bị kết án oan hay không, đảm bảo thận trọng, chắc chắn trước khi kết tội và áp dụng hình phạt tử hình với bị cáo. Với quan điểm như trên, báo cáo khẳng định Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm kháng nghị và sẽ kiến nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vào ngày 8 tháng 5 theo thủ tục đặc biệt được quy định tại điều 404 Bộ luật Tố tụng Hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5 năm 2020 với bản tin Tình tiết mới về vụ Hồ Duy Hải lại thêm 3 vật chứng biến mất. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.